Về tạm về ngủ đi. Rồi, về cả về. Ừ, anh cũng muốn hơi ra, rồi, rồi, đi xuống đây. Vâng, thôi, để em không? Rồi, 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 anh giữ xe cho. Nha. Không có gì không? Về nghỉ nghe bác an. Vâng, bác về gì à? Thầu kia bánh mì bây giờ ấy chứ, bây giờ chứ chảy không ăn mấy cái đây nữa đâu. Đúng rồi. Mình đi xuống tạm cái dọc không? Dạ là đây đây, em giữ cho xe cho. Không đi được không? Em bỏ đi cho, được không? Ồ, giờ quá. Không chỉ nhau xa không chạy. Được, để đi đâu. Ông cậu đi, ông cậu đi rồi con về. Về nhớ ăn chú chó vô nghe không? Được. Địa chỉ ông ở đâu đi? Ừ? Nhà ông ở đâu? Ừ, Nghĩa Thuận em mà. Ở Nghĩa Thuận hả? Xuống đây ông lấy miệng bón à không? Ừ. Tội quá. Ông cậu đi, này có đèn này. Không, để anh. Ông cậu đi, không sao đâu hả? Để anh. Rồi, bạc tiền có đường lớn nha. Dạ. Nè, thấy đường không? Dạ, thấy. Rồi, ông đi cẩn thận nha. Dạ, vâng.